Deswegen ist das nicht durchgegangen. Cả nhà nhìn này, đây này. À, die nhà sie riêng nhé. Nhà riêng là suốt ngày hỏng, suốt ngày sửa chữa. Ja, die alte Pumpe war ja kaputt. Sửa chữa cái lò sửa ấy. Mất cả tiền nghìn này. Dann wäre es nicht das Problem geworden. 50 Euro một tiếng các bạn ạ. Nó tính 50 Euro một tiếng. Rồi. Und die Luftblasen haben sich in das Rohr abgesetzt. Deswegen ist nichts durchgegangen. Na? Mấy ngày liền. Und jetzt läuft es. Sie werden auf jeden Fall noch irgendwo einen Heizkörper entlüften müssen. Ja, wenn nicht ganz heiß wird. Aber dann ist es, damit ist das erledigt. Und ich habe ihm nicht so viel Material eingebaut, sondern ganz wenig. Und damit habe ich das hinbekommen. Das heißt, ich habe an Sie gedacht. Sehen Sie, das hast du gesagt. Lúc nào cũng hỏng, suốt ngày hỏng hết cái lọ cái chai. Gut, dann bin ich jetzt weg. Ja? Dann hast du, dieser hast du abschneiden, ja? Ach so, hier. Thay hết cái này. Mit der Pumpe so um die 300 Euro. Ja. Na. Was? Ja, genau. Ja. Cái này mua 170, nó bảo nhỏ không vừa. Welche andere? Lại mua cái kia của nó đây. 300 euro. Này. Đây là số das die Preise leider nicht. Đấy, xong bắt đầu là lại thay cái này. Ja, das ist ja cái tiền là tiền. So um die 80 euro, 90 euro, die, was ich heute eingebaut habe. Ja. Hồi tới 80 euro, à bài tiền. Also, Kupi. Alles klar. Die Arbeiten kommen drauf, aber das ist, kriegen Sie mit der Frau Van der Klinze erst geregelt. Ja? Alles klar. Danke. Tschüss. Nee, ich auch nicht. Darf ich? Alles klar. Tschüss. Thế con không bảo nó thay lại cái kia. Lại lấy. Này, tiền công, luôn tiền công cái gì? Cái này của nó nguyên, cái đấy của nó 300, sao lại 200, chưa có tiền công. Chưa, vì phía hát xuống cái giác tí chứ. Ich kenne die Preise nicht, um die 180 Euro müsste die Pumpe kosten, plus einbauen. Mit einbauen, noch nicht. Aber ich kenne die Preise. Ich kann Ihnen keine Preise nennen. Das ist nur schätzungsweise. Nee, aber ich habe gehört, du hast gesagt 300. Material heute, das ist vorbei. Đấy, bây giờ nó lại bảo là nó không biết được giá và chính xác. Đấy, nó bảo là nó đoán, nó xét xem thôi. Lút mẹ vài tiền. Hôm trước nó bảo với mẹ là 300 đấy, không phải 200 đâu. 180. Yeah, good, good, good. Thế bây giờ sao đây? Xuân, out. Gì à vài tiền. Rồi. Ein Autogramm von Ihnen. Autogramm? Genau. Aber von dieser Xuân eine. Hat Xuân unterschreiben. Ja, aber für heute müssen Sie mir erst. Und das ist gesamt jetzt. Gesamt und mitarbeiten und mit dieser Material, wie viel ungefähr? Das kann ich nicht sagen. 200! Das macht das Büro hier unten, bitte. Das macht das Büro. Was für ein Büro? Der ist für Sie. Darf ich? Ja. Bọn này nó lừa đảo đấy. Nó nói nó không biết giá.
Nói không, nó không biết giá. Làm sao có chạy không biết giá. Bây giờ mình cứ ký vào vút sai cả chết. Đất Eli đi chứ. Eli đi. Aber oben, ich gucke nicht alles warm. Einmal ein bisschen. Und nicht alle gleich warm. Das dauert, das kommt. Wirklich? Ja, gut. Wirklich. Okay, danke, ja. Bitte. Tschüssi. Tschüss. Schönen Tag noch. Ebenso. Ja. Trời ơi, những tiền là tiền. Nguyên cái lò sửa ấy nó mất bao tiền rồi. Mấy trăm bạc rồi. Cái nước ở đấy nó ra nó bẩn thế này. Nhà riêng cũng phức tạp của nhà riêng đấy các bạn ạ. Nhà riêng suốt ngày hỏng sửa chữa. Nhà riêng cũng phức tạp lắm cả nhà. Nay sửa cái nọ, mai sửa cái chai. Suốt ngày hỏng mà ở Đức này ấy, nếu mà cái tiền công người ta sửa đắt cực kỳ ấy. Nếu mà mình không tự làm là không biết làm ấy thì tiền công đắt lắm. Nhưng mà nhiều khi ấy, cũng phải khắc phục, phải làm. Nhưng mà ông con rể mình ông không làm. Thằng con trai của em mà làm cho lắm. Nó làm hết ý, nó phải tự làm, tự mày mò đấy. Người ta phải tự làm, những người mà có nhà riêng người ta phải tự làm hết đấy, phải tự làm ấy chứ cái gì cũng chữa, cái gì cũng thuê thì có một tiền tấn, tại vì cái tiền công ở Đức thì nó cực kỳ đắt. Nhưng những người có nhà riêng ấy là phải tự mày mò, tự bao, cũng có cái phải thuê, chứ không phải là cái gì cũng thuê. Nhưng mà đây ấy, anh con nhà chị ấy, cứ lấy tiền làm dãy cứ thuê thôi, không làm. Không được cái gì, 50 người không làm, không chịu làm, không chịu mà làm, không chịu mày mò, không chịu bao. Cái gì cũng chỉ muốn tiền, tiền nhưng mà không kiếm ra, lấy đâu ra tiền. Chán lắm. Chị thấy những người ta có nhà riêng, người ta toàn tự làm hết ấy, tự bao đấy, chứ không ai người ta bỏ tiền để người ta thuê đâu. Thuê là bất đắc dĩ, cũng tùy từng cái thôi, không phải cái gì cũng thuê. Chán. Ngày xưa con chị nó cũng biết rồi, nó bảo có nhà riêng thì nó mệt, nó xác ve. Có nhà riêng cũng phải lo hết, chứ chả có... Nó biết nhưng mà nó không làm. Ở đây nó không giống ở Việt Nam. Ở Việt Nam làm là nó không tiền công nó không đắt. Ở đây tiền công đắt lắm. Bà Thi đi uống nước đi con. Người uống nước lắm. Đi uống nước đi. Con không chịu uống nước là nó nick cút cho nia rồi. Đi. Bà, ăn cái gì? Đi ăn gì bà làm cho con ăn? Ăn gì? Ăn gì? Làm, ăn hoa quả bà gọt tạ thôi mà ăn thì hỏng đấy. Không, táo rửa sạch kiếm bổ không gọt. Không, không còn. Rửa sạch con, em cứ rửa sạch cái cho chị không còn. Ừ. Bổ có những quả nó kiểu như bio đấy, nó bị sâu ấy thì em cắt cái chỗ sâu ấy đi. Nhưng mà có quả nó thối ở chợ, kiểu nó bị mốc ở trong ruột thì em vứt đi nhá. Nó mốc ở trong ruột thì đừng có lấy ăn. Con thích ăn cơm với trứng ốp. Ăn cơm với trứng ốp á? Con cơm không nhỉ? Cơm thì dưới kia. Hết à? Dạ. Ô, hết cơm rồi con ạ. Con ăn phở chưa no à? Con
thì bà làm cho mà ăn cơm á. Nó bảo nó thích ăn cơm với trứng ốp. Nhưng mà làm cơm này, nấu cơm này. Ừ thì em nấu ít vậy. Nấu ít tối này nấu. Nấu ít thì chị cũng ăn bát thì chị ăn bây giờ, tối chị không ăn. Nó thích ăn trứng ốp. Nước này, nước đóng băng này nha. Nước đóng băng nha, cái xô cái ấy nước này đóng băng này. Kinh chưa, nước đóng băng thì kinh chưa.